Hello anh em. Thì theo yêu cầu của nhiều bạn kêu mình hướng dẫn độ đèn lại nha. Nói chung là mình thấy có nhiều bạn làm được và nhiều bạn làm vẫn làm chưa được. Thì hôm nay mình sẽ giải đáp tại sao mọi bạn làm đèn nó không cháy nha. Ủa lộn, cháy là hư rồi, đèn nó không sáng anh em. Đó. Thì mình sẽ làm lại, nói chung cái đèn này là nói chung là cháy vĩnh cửu anh em. Tại vì đạp là sáng thôi, chứ mà không có cần dùng bình hay pin. Hay gì các bạn dùng bình hoặc là pin thì chạy một thời gian các bạn phải nạp điện lại. Còn cái này anh em chỉ cần chạy thôi, chạy là sáng, bật lên là sáng thôi, khỏi cần phải nạp gì hết á, cho cầu kỳ cho mệt anh em. Nói chung là gắn lên thôi, gắn lên là nó sáng, đạp là sáng đó, nói chung là dính cũ. Ok anh em, giờ mình sẽ hướng dẫn anh em làm nhé. Cái này mình có chuẩn bị ba loại đèn hay dùng nhất nha anh em. Cái đèn này á là cái đèn L6 anh em, 6 bóng đó, là 6 led đó. Đó, thì cái đèn này giá rẻ lắm anh em, có ba mấy ngàn thôi, trên Lazada, Shopee bán đầy. Đó, ba mấy ngàn nha anh em. Còn cái loại này mắc hơn xíu là 50 mấy ngàn, cái này loại phay nha anh em, L4. Loại phay nha. Đó, có cái đèn này nè, là mình mua rất là lâu rồi. Từ cái thời mà mình còn 16 tuổi xài đến nay nha. Nay mình 19 rồi. Đó, cái này là L6. Hồi đó mình mua cái này là 150 nha, cũng là hàng phay luôn, chứ mà hàng ấy là mấy trăm mấy triệu luôn, mấy triệu anh em. Nói chung là mình xài theo cái nhu cầu của mình thôi anh em. Đó, và một vài lý do là tại sao mà cái đèn các bạn không sáng. Thứ nhất là do cái đèn các bạn mua công suất quá lớn, là watt đó anh em. Cái số watt đó, nó có mỗi đèn nó có mỗi loại watt, cái chữ W đó anh em coi xem nha. Thì cái loại nào mà tầm 20W đổ xuống á thì nó rất là sáng nha. Còn mà trên nữa là mình thua luôn anh em. Và anh em chuẩn bị một cái này nha. Cái này là cái cục dynamo, nói chung là cục phát điện trên xe đạp nha. Đó, cái này là chỉ có 2.4W, 6V, 2.4W. Đó, mà nó tải được cái con này 20W. Mấy con này hả, mình nhớ không lầm là 20W nè. Từ để mình lấy nét cho anh em coi. Đó, nhớ không lầm là 20W rồi anh em. Nó tải dữ không. Nói chung là cái này cũng mạnh á. Anh em thấy không, chữ watt nè, chữ W nè, 2.4 nè. Đó, anh em thấy không, 6V mà cái đèn 12V không à. Nói chung là vẫn sáng nha. Còn một điều mà anh em cần lưu ý á, là anh em có thể là kiểm tra lại đường dây điện coi nó có bị lỏng chỗ nào không. Tại vì cái đèn L4, ví dụ anh em có đèn L4 này á, nó dễ bị lỏng ở trong anh em. Đó, cái dây này mình kéo vào được luôn á. Nói chung là anh em kiểm tra lại, gắn vô cái bình thử coi nó sáng không đã. Rồi anh em kiểm tra lại cái đường dây anh em nói, hoặc là cái công tắc anh em có nói sai chỗ nào không. Để coi nó test lại á. Nói chung là test. Đó, nói chung nhiều lý do lắm, anh em phải test tùm lum á. Anh em có thể thay đường dây, có thể là dây của anh em bị đứt hay gì đó, cho nên nó không có sáng được. Hoặc là cái đèn của anh em quá cao, nó cho nên nó không sáng là vậy đó. Ok anh em lưu ý nha, cách nối dây nè. Cái chỗ này nè, cái chỗ ở sườn anh em, nói chung là cái mát của nó đó, có một con ốc ở đây nè. Đó, để mình lấy nét cho anh em coi. Đó, anh em nối một cụm dây vô đây cho tôi. Đó là cái chỗ mà háo cái đèn ra đó, là anh em phải nối một cụm dây điện nè. Ở mình nối sẵn nè anh em. Và ở trong cái cục dynamo nó có nối ra được một dây, anh em thấy không, là hai dây rồi đó. Hai cái dây này á, là cái này là nếu mà nó quay á, là nó sẽ tạo ra cái điện xoay chiều. Đó, chứ không phải là điện một chiều đâu. Cho nên á, cái đèn này là âm dương đúng không. Đèn này là một chiều nè, này là xoay chiều, nhưng mà nó vẫn sáng nha. Cái này là hay gì á, là các bạn đang gắn bình đúng không, là bạn phải gắn đúng âm dương cộng âm, bên cộng bên trừ trừ đó, là nó mới sáng được. Còn cái này là anh em chỉ cần gắn nào cũng được, miễn là hai dây, mỗi dây vô đầu là nó sẽ sáng nha. Đó, này là điện xoay chiều, nói chung là tạo cái điện á, gắn đâu nào cũng được. Ok anh em, giờ mình sẽ lắp lên xe đạp nha. Ở đây mình có chuẩn bị một chiếc xe đạp sẵn rồi nè. Đó, để mình quay cho anh em coi. Này là xe của con cháu mình nha. Nói chung là nó độ cũng đơn giản anh em. Nó hạ xuống hành cổ y băng cái kiểu.
Đây hắn nè. Và nó lấy cái thêm cái bò 10k của tôi mua trong chỗ dây chai. Và ốc kiểu. À luôn. Nó đi thêm một cái đồng hồ của tôi anh em. Nó năn nỉ tôi bán dữ lắm á. Nó có vợ luôn nè. Cái này là xe nó để tháng, cả tháng bên nhà mình này nha. Mà pin vẫn còn ấy luôn, thấy không? Đó, nó lấy thì ca nó dán nè. Nói chung là xe này độ đơn giản. Trăm bảy màu cái kiểu, nhìn cũng đẹp á. Ok, giờ em sẽ gắn lên cho anh em, gắn cái đèn lên, như là làm cho anh em coi biết cách làm nha. Ok anh em, thì mỗi lần mà mình lấy cam ra thì bầu trời nó sẽ như thế này. Đó, anh em thấy rõ không? Trời bắt đầu chuyển mưa. Mỗi lần mình lấy cam ra trời bắt đầu chuyển mưa anh em. Nói chung giờ mình sẽ làm nhanh gọn lẹ ha, cho anh em coi. Kiểu mấy mưa là cứt luôn á. Thì bạn nào mà coi clip mình thấy hay, thú vị nhớ cho một like, đăng ký nha. Nhớ share bên tay với mình nha anh em. Ok. Ok anh em, thì đầu tiên anh em, cái xe của anh em phải có một cái bát gắn đèn nha. Đó, ở đây nó có gắn sẵn một con ốc. Ốc này titan ấy nha, titan vàng, titan giả đó anh em. Giờ mình sẽ tháo con ốc này ra. Sẽ tháo nó ra. Bây giờ cái đèn nó sẽ nằm ở đây trên đầu này. Mình tháo đèn ra lấy dây thôi. Rồi giờ sẽ gắn vô. Ok anh em, thì tiếp theo là phần nối dây, mình sẽ đem một con đèn là 4 này gắn lên nha. Đó, thì nối dây thì các bạn có hai đầu dây nãy mình theo như nãy mình nói vậy. Anh em cứ nối vô cho tôi. Đầu nào cũng được. Miễn sao mỗi bên một cộng nha anh em. Rồi đứt luôn rồi đó. Bây giờ mình sẽ nối vô nè. Để mình tháo cái cục này ra mình nối cho anh em dễ thấy nha. Ok anh em, mình đã tháo ra sẵn cho mình làm cho anh em coi dễ thấy nha. Thì đầu tiên anh em nối một dây vô chỗ cái thường này nè. Hoặc là anh em nối vô hẳn vô cái dây này, cái nào chỗ nào cũng được, miễn sao là dính trên cái này. Dính trên miếng sắt này là ok nha anh em. Mình test cho anh em coi. Đầu nào cũng được. Nối vô. Đó, một bên. Bên hai là ngay chỗ cái này. Đó, tại nãy mình bứt dây luôn rồi. Đè xuống. Đó, đút vô xong. Chỗ này xong rồi đó. Giờ mình xây, quay là nó sẽ sáng. Không biết cái lực mình quay nó có đủ ó. Thấy không? Quay cái nhẹ thôi là nó sáng nè. Đó, nó chớp 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 đó không? Để mình cho anh em coi. Đó. Rõ hơn rồi đó. Quay một cái nhẹ thôi là nó ra sáng rồi. Để mình ra mình gắn lên cho anh em coi ha. Ok anh em, mình mới thấy được một chỗ để mình gắn cái đèn đúng đẹp luôn. Gắn cái này xong ha. Tại vì cái hắn của nó có con ốc đây nè. Đó, mình sẽ gắn cái đèn nó nằm ở đây. Anh em thấy không? Đó, chắc chơi điện. Anh em thấy cộng dây sơn màu hồng là thấy đỉnh rồi đó. Đó, bây giờ sẽ gắn chỗ này nha. Giờ sẽ tháo ốc ra, gắn lên luôn. Ok anh em, mình đã gắn xong rồi nè. Đó, nói chung là dây nó vậy nè. Anh em là thích thì anh em nó dài ra xíu. Nó dài qua đi theo cái sườn. Còn này mình để vậy luôn. Nó không có bị vướng luôn. Đó, nó không có vướng giáo gì hết á. Thì bây giờ mình sẽ test cho anh em coi ha. Ok. Ok anh em, mình sẽ test ngồi cho anh em coi ha. Test nóng là đeo ngoài chạy nhưng mà bây giờ mình không có muốn ra đường nữa. Nói chung mình sẽ test ở đây cho anh em coi ha. Thì cái đèn này có hai chế độ luôn. Đèn vaccine và đèn ấy luôn. Bây giờ mình sẽ dở cái sườn luôn. Quay nè, nhìn thấy anh em, để nha. Quay là sáng không? Nói chung là chạy là sáng thôi, không có cần dùng bình hay pin anh em. Nói chung là đây là một cái nghiên cứu khoa học của Vũ Gây Xin phát triển phát
phát triển ra. Thế nào anh em? Đó, nói chung là chạy nó sáng hơn. Nha. Bắt chim nè. Nó có bắt không? Mình vừa cầm giấy khó nhìn quá anh em ơi. Nói chung mình đã làm thành công cái đèn này nha. Đó, bạn nào mà xem kỹ lại nha. Dán lên thì nó cũng ngầu lên xíu rồi đó. Ok anh em, mình đã độ thành công cái đèn này nha. Nói chung là bạn nào có lòng tốt thì cấp cho mình cái bằng cái bằng tiến sĩ. Đó, nói chung là nhìn vô nó cũng ngầu anh em. Anh em thấy không? Khá là ngầu lòi luôn. Đó, cái này là mình quay clip xong cái thằng cháu mình nó coi các nó coi lời được cái đèn. Chắc vậy quá, nó coi clip xong nói trời ơi lời được cái đèn. Nó cậu Vi độ xong cái lời được cái đèn. Ở nhà mình tên Bi nha anh em. Còn tên ở ngoài mình tên Vũ. Đó. Ok anh em, thì mình kết thúc video đây luôn nha. Nếu bạn thấy hay nhớ cho một like, đăng ký nha. Nhớ share mạnh tay với mình nha anh em. Bye anh em. Bạn nào muốn mình độ gì nữa thì nhớ comment bên dưới giúp mình luôn nha. Ok.